những cuộc giao tranh trước trận chiến lịch sử. Mục sư John Stumble, hội trưởng Hội Truyền giáo Phước âm Liên Hiệp, trình bày những ý tưởng độc đáo ông nhận được khi suy ngẫm về cuộc chiến giữa David với Goliath và cách Chúa chuẩn bị chúng ta cho những trận chiến chúng ta phải đối đầu. Chắc hẳn bạn sẽ rất thích thú khi đột nhiên nhận ra được những ý tưởng sâu sắc, mới mẻ trong một đoạn kinh thánh mà bạn đã đọc nhiều lần. Hôm nay tôi rất vui chia sẻ với bạn những ý tưởng tôi mới phát hiện trong câu chuyện David và Goliath. Câu chuyện tuyệt vời chúng ta yêu thích thời thơ ấu, chuyện quen thuộc, yếu thắng mạnh, chuyện có ẩn ý về thiện thắng ác, người khổng lồ là hình bóng về kẻ thù mà chúng ta phải đối đầu trong cuộc chiến thuộc linh. Cũng vì thế mà ngay cả trong văn hóa thế tục, khi đề cập đến David và Goliath, mọi người đều hiểu ngay đó là trận chiến giữa anh chàng nhỏ bé với một đối thủ khổng lồ. Nhưng hôm nay, tôi không có ý chia sẻ về trận chiến chính đó. Tôi muốn chúng ta nghĩ đến những cuộc giao tranh khác mà David đã trải qua trước khi phải đối đầu với Goliath, người Philistine thù địch. Có nhiều lý do chính đáng để David tránh việc một mình đối đầu với Goliath. Thậm chí, lẽ ra ông không bao giờ được đi ra tiền tuyến. Trước khi đối đầu trực diện với kẻ thù, David phải đối phó với những lời gièm pha từ những người xung quanh và những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí. Thật vậy, tất cả chúng ta đều biết David đã thắng trong trận chiến chống Goliath, nhưng đó là nhờ trước kia cậu đã chiến thắng trong nhiều mặt trận. Hãy xem xét các lý do vì sao David lẽ ra không bao giờ phải đối đầu với Goliath. Mỗi lý do sẽ là một lời từ chối chánh đáng. Để xem lâu nay, bạn có phát hiện được những lý do nào trong số các lý do dưới đây không? Có lý do nào trong số những lý do dưới đây ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc chức vụ của bạn không? Trận chiến thứ nhất, David không phải là lính. Cậu không phải là người trong quân đội. Cậu được giao cho một công tác, nhưng không phải là công tác chiến đấu. Cậu chỉ có nhiệm vụ đem đồ tiếp tế đến cho các anh và cho người chỉ huy, rồi trở về báo cáo cho cha mình. Cậu không phải là lính. Đánh nhau không phải trách nhiệm của cậu. Có bao giờ bạn lâm vào hoàn cảnh tương tự chưa? Việc đó không phải là việc của tôi. Đó là việc của người khác. Nếu tánh tò mò biến thành niềm đam mê như đã xảy ra cho David, thì đó là trách nhiệm của bạn. Trận chiến thứ nhì. Đối với David, tên khổng lồ là sự kiện bất ngờ. Đây là lần đầu tiên David nghe về Goliath hoặc biết về tình hình chiến trường. Cậu phải hỏi thăm người xung quanh để biết thêm chi tiết. Sáng hôm đó, khi David thức dậy, việc này không có trong bản liệt kê những việc cần làm trong ngày của cậu. Nhiều hành động tốt đã không được thực hiện vì chúng ta không biết trước. Chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc đó. Việc này không có trong thời khóa biểu hôm đó của chúng ta. Chẳng rõ Chúa có quyền thay đổi thời khóa biểu của chúng ta không? Trận chiến thứ ba, David bước vào bối cảnh và không gian đầy sợ hãi. Chẳng một ai còn can đảm nữa, thậm chí vua cũng vậy. Tôi tin rằng sợ hãi đang thống trị môi trường sống của chúng ta. Sợ hãi che khuất khải tượng, sợ hãi bóp nghẹt nhiệt tình mạnh mẽ. Sợ hãi yêu thích nhất từ ngữ, không. Sợ hãi là động lực cơ bản đằng sau nhiều quyết định của rất nhiều người. Như mục sư Javier, giáo hạt trưởng giáo hạ Puerto Rico, từng nhắc nhở tôi, khi lãnh đạo với tinh thần sợ hãi, thì sẽ có những quyết định sai lầm. Trận chiến thứ tư, chẳng có người nào khác dám đứng lên đương đầu với thách thức. Mỗi ngày hai lần trong 40 ngày, người Philistine hùng hổ rao lời thách thức một chọi một. Toàn thể chiến binh kỳ cựu của Israel 80 lần từ khước không đáp lại lời thách thức. Hành động và thái độ bình thản được chấp nhận. Việc dễ làm là hòa mình trong đám đông, rập khuôn theo tư thế của mọi người và sống như thể chẳng có thách thức nào cả. Ai sao ta vậy? Đừng ra vẻ ta đây với mọi người. Việc gì đứng vào vị trí khác người? Sao lại lấy cái ách giữa đàn mà mang vào cổ? Chỉ rước họa vào thân, phải trả giá, khổ sở. Cứ ở yên trong vòng an toàn đi. Trận chiến thứ năm, David bị anh cả mắng. Vì sao mày đến đây? Mày bỏ đàn chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và độc ác của lòng mày. Vì muốn xem đánh nhau nên mày mới đến đây. Samuel nhất chương 17 câu 28. Thật là đau. Sự khinh miệt chê bai của những người gần gũi với chúng ta
từng làm nhiều người trong chúng ta khựng lại trước khi chúng ta bắt đầu. Đối với một số người trong chúng ta, một thành viên trong gia đình không cần nói gì nhiều cũng đủ làm chúng ta khựng lại. Một số người trong chúng ta gặp khó khăn trong mối liên hệ với gia đình và mục vụ vì xuất thân từ gia đình không thờ phượng Chúa. Gia đình không thể hiểu những việc họ thực hiện hoặc những việc họ cảm thấy cần làm để chứng tỏ với gia đình. David đã không khựng lại khi nghe những lời mắng mỏ của người anh cả. Trận chiến thứ 6, David không phải là ứng viên tương xứng cho trận chiến. Cậu còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, chỉ là người đi thăm nuôi. Chúng ta thường được kêu gọi để thực hiện những việc mà chúng ta cảm thấy người khác có khả năng tốt hơn để làm, phải không? Tôi không làm được, tìm người khác đi. Chúa kêu gọi làm người rồi, là cách thoái thác quen thuộc trong Kinh Thánh. Ông Môi-se từ chối, còn không có tài ăn nói. Ông Gideon mặc cảm, con thuộc chi phái nhỏ nhất. Ông Saul trốn trong đống hành lý. Ông Jeremy biện bạch, con còn non trẻ. Hoàng hậu ECT nói, tôi có thể mất mạng. Ông Fierre kêu lên, xin Chúa rời xa tôi, vì tôi là một người có tội. Chúa thường kêu gọi những người dường như không tương xứng với công việc. Trận chiến thứ 7, vua Saul, người lãnh đạo cao cấp nhất của David, lúc đầu có phản ứng tiêu cực. Nói chung, vua Saul cho rằng, con không thể làm được việc này, con quá trẻ, không đủ tiêu chuẩn, còn đối thủ của con thông thạo chiến tranh nhiều năm bằng số tuổi của con rồi. Một lần nữa, lần thứ hai trong ngày hôm đó, những lời nói tiêu cực không làm David nhục chí. Nhiều người trong chúng ta từng trải nghiệm trong quá khứ hoặc hiện tại bị ngăn chặn chỉ vì một ý kiến bâng quơ hoặc một nhận định của người có thẩm quyền. Cần giữ quân bình cách tinh tế khi tôn trọng những người có thẩm quyền đối với chúng ta, đồng thời không xem phản ứng ban đầu của họ là quyết định duy nhất. Cách chúng ta xử lý tình huống này thay đổi tùy theo nền văn hóa. Nhưng nếu ý kiến đầu tiên của người lãnh đạo mà chúng ta phục vụ là quyết định duy nhất và cuối cùng, thì các tổ chức của chúng ta sẽ bị giới hạn vào khả năng và thiện ý của người lãnh đạo đó. Các tổ chức tốt luôn có quy chế để cứu xét các quyết định trong tinh thần tôn trọng. Lời biện bạch của David khiến tôi nghĩ đến trận chiến thứ 8. David chưa bao giờ tham dự một trận chiến như thế này. Khi đứng trước mặt vua Saul, cậu nói rằng cậu đã giết những con thú dữ. Đúng vậy, rất ấn tượng. Nhưng giết thú dữ không phải là kinh nghiệm chiến đấu với một con người, nhất là với người to lớn và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã khựng lại trước một công tác vì lâu nay chưa bao giờ thực hiện công tác đó? Nếu chúng ta để cho ý nghĩ tôi chưa bao giờ làm việc này chặn đứng mình, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt tay làm bất cứ việc gì được giao cho mình lần đầu tiên cả. Nếu chưa bao giờ thử làm bất cứ việc mới nào, chúng ta sẽ chỉ làm những việc chúng ta thường làm lâu nay. Trận chiến thứ 9, vua Saul cố gắng áp đặt phương thức trang bị chuẩn cho David. Áo giáp của vua Saul với chất liệu hàng đầu xem ra là phương án tối ưu, nhưng David can đảm từ chối. Cậu nói thẳng với vua, con không sử dụng những thứ này. Cảm ơn vua về kế hoạch và quân trang vua cung cấp. Cậu từ chối không theo kế hoạch thông thường trong thời đó, rồi tiến ra trận tiền một cách xem ra khá liều lĩnh. Khi tôi chia sẻ với anh chị em thuộc thế hệ kế tiếp, tôi thường nói rằng sứ điệp phúc âm và hội thánh phải thuộc về mỗi thế hệ. Chúng ta đang ở giữa thời kỳ chuyển giao quyền lãnh đạo hội thánh từ những người thuộc thế hệ của tôi, thế hệ baby boomer, cho thế hệ kế tiếp. Giới lãnh đạo hiện tại trong thế hệ chúng ta không cần phải xin lỗi về phương pháp làm việc của mình. Chúng ta đã thực hiện mọi việc chúng ta cảm thấy tốt nhất cho thế hệ chúng ta. Bình giáp của chúng ta rất phù hợp với chúng ta, nhưng chúng ta không nên áp đặt lên thế hệ kế tiếp. Có thể chúng ta cảm thấy kế hoạch sử dụng trành ném đá sẽ không thành công. Nhưng nếu cứ quả quyết rằng phương cách của chúng ta là thích ứng cho thế hệ kế tiếp, thì rõ ràng chúng ta quá ngây thơ hoặc quá tự mãn. David ra trận với khí giới mà cậu đã sử dụng cách thành thạo. Cậu không bị vướng víu bởi quân trang, binh khí hữu dụng của vua Saul. Trận chiến thứ 10, những lời mắng nhiếc, phê bình tiêu cực nhắm vào David không thể ngăn chặn cậu. Trong ngày hôm đó, lần thứ ba, cậu phải nghe thêm một giọng nói khác khinh thường cậu. Lần này là tiếng nói của người khổng lồ, như sấm sét vang vọng khắp thung lũng. Bộ ta là chó sao mà ngươi cầm gậy đến với ta? Rồi tên Philistine nhân danh các thần của hắn mà nguyền rủa David. Lại đây, ta sẽ ban thịt của ngươi cho chim trời và thú đồng. Thật là những lời cộc cằn. Lần này lời khinh miệt xảy ra ở nơi công cộng,
Mọi người ở sườn đồi đều nghe. Phương tiện truyền thông xã hội được kích hoạt. Câu chuyện lan truyền nhanh chóng. Đấu khẩu công khai khác hẳn với thảo luận riêng tư. Những điều chúng ta nghe trong một cuộc họp kín trở nên mạnh mẽ hơn khi phát thanh vào môi trường công cộng. Tệ hơn nữa là nội dung thoá mạ của tên Goliath có một chi tiết đúng với thực tế. Chi tiết này dẫn chúng ta vào trận chiến thứ 11. Trận chiến thứ 11, so với đối thủ, David quá nhỏ bé, thiếu trang bị và đơn độc. Đối thủ thì to lớn, có vũ khí tốt nhất và có thêm một người mang tấm khiên đứng trước mặt hắn. Trong thực tế, đôi khi chúng ta cũng được kêu gọi để thực hiện những việc to tát hơn so với năng lực của chúng ta. Nếu chúng ta cứ theo đuổi một giấc mơ phù hợp sau khi tính toán kỹ lưỡng, nếu chúng ta chỉ cầu nguyện về những kế hoạch chúng ta đã lập để thực hiện, nếu chúng ta lỡ có lần đứng ở một vị trí mà Chúa không cùng đứng vào đó, thì chúng ta gặp rắc rối. Do đó, câu hỏi của tôi là, chúng ta có bao giờ thực sự bước đi trong đức tin chưa? Cuối cùng, trận chiến thứ 12. Tên khổng lồ Goliath tiến tới cách hung hăng về phía David. Vấn đề càng lớn hơn khi đến gần hơn. Nhìn từ xa, tên khổng lồ không to lớn lắm. Nhưng khi đối diện với hắn trong thung lũng, thì úi chà, nguy quá, nghĩ sao mà dám xuống đây? Bây giờ mình hiểu vì sao chẳng ai nhận công tác này. Mình làm gì ở đây vậy? Lúc đó, David có cả chục đường để thoát thân, nhưng cậu đã không chạy trốn. Và ngày hôm đó, cậu đã chiến thắng một cách tuyệt vời. Đến nay, chiến thắng đó vẫn tác động vào tâm trí của chúng ta. Tôi cần hỏi bạn điều này. Có những câu nói nào đã ngăn cản bạn tiến ra trận tiền? Có nền văn hóa sợ hãi nào gây ảnh hưởng xấu trong lòng bạn không? Chúa có đang kêu gọi bạn tiến tới một bước trong đức tin? Nếu lần này bạn không chịu đối đầu với người khổng lồ, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ hối tiếc suốt đời không? Bạn thiếu sót trong lĩnh vực nào? Nhỏ con, thiếu trang bị, hoặc ít nhân lực? Chúng ta thất trận ở những mặt trận nào vì quân ta không tham gia cuộc chiến? Thậm chí, nhiều người đã bỏ cuộc, đào ngũ trước khi đến tiền tuyến. Hầu hết các chiến thắng không xảy ra trong một ngày, hoặc chiến thắng không phải chỉ nhờ một người tham chiến. Hầu hết các trận chiến đòi hỏi tất cả đồng đội tham chiến. Kìa xem, cành ném đá quay nhanh, hòn sỏi láng bay ra, trúng phóc mục tiêu, tên khổng lồ ngã sấp mặt, và thình lình, lòng can đảm tràn ngập tất cả đội quân, mà trước đó một phút, họ bị tê cứng, bất động trong nỗi sợ hãi. Chúng ta có một đội quân cầu nguyện hùng hậu, nhưng chưa được phát động. Chúng ta có một đội quân tài chánh, nhưng không được triển khai. Chúng ta có một đội quân tình nguyện, chưa được huy động. Chúng ta có một đội quân đầy ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng chưa chỉnh đốn hàng ngũ và tập trung lại để đáp ứng một thế giới đầy tan nát. Chúng ta sẽ giành chiến thắng, nhưng chiến thắng đó sẽ không xảy ra cho đến khi ai nấy đều đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, rồi tiến ra trận tiền, chỉ để nhận ra Chúa đã chuẩn bị chúng ta cho cuộc chiến đó. Bạn biết câu chuyện bắt đầu như thế nào phải không? Chuyện bắt đầu không phải tại chiến trường, mà là ở những cánh đồng. David đã dùng thời gian sống cuộc đời cô lập của người chăn chiên như thế nào? Một tử thiếu niên này đã sáng tác những bài ca trong Thi Thiên với tấm lòng thờ phượng, dành nhiều thời giờ tập ném đá bằng cái trành và lòng can đảm ngày càng tăng khi bảo vệ đàn chiên. Cậu mài dũa kỹ năng, tập kính sợ Đức Chúa Trời toàn năng, phát triển đời sống tâm linh, không để cho những chướng ngại vật ngăn trở cậu nhận công tác mà Chúa kêu gọi cậu. Tôi tin rằng bằng chứng cho thấy David trở thành chiến binh xuất chúng vì trước hết, cậu là người thờ phượng Đức Chúa Trời.